Cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn có buổi tiếp ông Lư Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm lần này của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Đại Liên cùng đoàn công tác, khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa, có phần thắt chặt thêm quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giới thiệu tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng cũng như các định hướng phát triển của thành phố, đồng thời kỳ vọng thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, thể thao. Đáp lại thỉnh tình của lãnh đạo thành phố, ông Lư Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Đại Liên bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng trong chuyến thăm lần này, đồng thời nhận định hai thành phố Đà Nẵng và Đại Liên có nhiều nét tương đồng trong quá trình phát triển, nhất là giai đoạn hậu Covid-19, mỗi thành phố đã có những giải pháp đồng bộ sáng tạo trong khôi phục, tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế đi lên. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục có những hoạt động hợp tác hiệu quả và lâu dài trong thời gian đến.